Nhân ta hát mang tình yêu dựng xây cuộc đời để doanh nhân luôn vươn tới quyết làm ăn nào ngay. Doanh nghiệp và doanh nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế. Nền kinh tế càng có nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tài ba thì đất nước càng có điều kiện để phát triển hưng thịnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, người đã luôn quan tâm đến vấn đề phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, động viên mọi lực lượng thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất. Người đã đến nhiều nơi, đi thăm nhiều địa phương, đến các nhà máy, công trường, hợp tác xã, gặp gỡ cán bộ công nhân viên, xã viên hợp tác xã, doanh nghiệp. Đến đâu người cũng động viên mọi người đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm, biểu dương những đơn vị và cá nhân sản xuất giỏi, có sáng kiến hay, vân vân. Để cung cấp tư liệu cho bạn đọc nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản cuốn sách Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, bao gồm 74 bài nói, bài viết của Bác từ ngày đầu thành lập nước đến năm 1969 liên quan đến sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Sách gồm 339 trang, khổ 21cm. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cao một cách xứng đáng vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày 13 tháng 10 năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ vừa ra đời, Bác Hồ đã viết một bức thư đầy tâm huyết gửi cho giới doanh nhân và các doanh nghiệp, động viên họ tham gia tổ chức Công Thương Cứu Quốc Đoàn. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới công, thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập vào Công Thương Cứu Quốc Đoàn, cùng đem vốn vào làm những công cuộc ít quốc lợi dân. Mở đầu cuốn sách là bức thư của Bác gửi các giới công thương Việt Nam. Bức thư chưa đầy 200 chữ, nhưng có thể coi là văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta đối với doanh nghiệp, doanh nhân, chứa đựng tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm, lời hiệu triệu thi đua ái quốc của người dành cho các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam. Qua các bài viết như nói chuyện với cán bộ công nhân nhà máy điện Yên Phụ và nhà máy đèn Bờ Hồ, nhà máy cơ khí Vinh, thư gửi cán bộ công nhân mỏ Thống Nhất Quảng Ninh, điện gửi thanh niên và cán bộ công trường đường sắt Thanh Hóa, Vinh, bài nói tại hội nghị Bộ Công nghiệp nặng, vân vân. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự quan tâm của Bác đối với sự phát triển của kinh tế nước nhà, mà trong đó các tổ chức công nghiệp, thương nghiệp, giới doanh nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong phát triển kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng có vị trí đặc biệt quan trọng, bởi đó là lực lượng chính tạo ra của cải và việc làm cho xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Ngay trong những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến các thành phần, các giới chức trong việc tham gia vào công cuộc xây dựng kinh tế và tài chính nước nhà. Đây không chỉ là sự đánh giá nhất thời, một giải pháp tình thế đối với đất nước ta trong những năm đầu cách mạng, mà là một tư tưởng chiến lược, một chính sách cơ bản, lâu dài, phù hợp với điều kiện một đất nước nông nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ phát triển tư bản chủ nghĩa như nước ta. Ngày nay, trước sự hội nhập kinh tế toàn cầu, vai trò của các doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng được đánh giá cao. Năm 2004, Chính phủ đã chọn ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đó là sự khẳng định vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân nước ta. 74 bài viết được tập hợp, biên soạn và giới thiệu trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc, trước hết là các nhà hoạch định chính sách, cán bộ nghiên cứu, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, các nhà kinh doanh, và bạn đọc sẽ hiểu được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề doanh nghiệp, doanh nhân, cũng như đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này. Người doanh nhân ta khao khát đem tài năng tạo cơ nghiệp đời. Người doanh nhân ta khao khát kênh đầu tư mở rộng.